Thưa quý vị, nhằm ghi nhận cũng như giải đáp các ý kiến của 4 khách sạn được tỉnh cho phép thí điểm đón khách du lịch gồm Melia Hồ Tràm Resort, Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Resort and Casino, huyện Xuyên Mộc và Six Sense Côn Đảo Resort, huyện Côn Đảo. Sáng nay 28 tháng 9, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ chức cuộc họp trực tuyến kết nối từ văn phòng tỉnh ủy đến huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo, nơi 4 khách sạn thí điểm đóng chân. Cùng dự họp các ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan. Tại cuộc họp, đại diện 4 cơ sở lưu trú thẳng thắn kiến nghị gỡ nhiều điểm vướng để tiến tới đón khách, như đề nghị cho phép doanh nghiệp được thay thế xét nghiệm PCR 3 ngày một lần cho nhân viên bằng test nhanh để kéo giảm chi phí, phun khử khuẩn khách sạn theo từng khu vực đảm bảo hướng dẫn an toàn từ ngành y tế nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Đại diện Six Senses Côn Đảo Resort đề nghị tỉnh làm đầu mối kết nối với Bộ Giao thông Vận tải để biết lịch hoạt động trở lại đường bay Côn Đảo, cho phép mở dịch vụ spa trị liệu vì diện tích spa của resort rất lớn, gần 100 m² một phòng, nhưng chỉ phục vụ một khách. Đề nghị tỉnh cho phép 3 cơ sở thí điểm đón khách du lịch tại huyện Xuyên Mộc liên kết xây dựng chương trình tham quan, sử dụng chuỗi dịch vụ của nhau, cũng như có chính sách hỗ trợ tiêm vaccine cho người lao động của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục vụ khách. Nếu xét nghiệm bằng PCR sẽ tiêu tốn của doanh nghiệp lên đến 150.000 đô la Mỹ một tháng. Vì vậy đề nghị cho phép chúng tôi được xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh để giảm bớt chi phí. Mặt khác, hiện tại Hồ Tràm Strip vẫn có khoảng 60 khách lưu trú và 450 nhân viên 3 tại chỗ. Nếu cùng một lúc khử khuẩn toàn bộ khách sạn là không thể, nên xin tỉnh cho thực hiện di dời khách sang những khu vực độc lập hoặc tòa nhà thứ hai của khách sạn vừa được đưa vào hoạt động. Six Senses Côn Đảo chúng tôi của Six Senses trên thế giới là nghỉ dưỡng và trị liệu, để xem xét có những cái gói trị liệu cho khách. Vì họ ra đây, họ đến Six Senses khắp nơi trên thế giới, họ đều đi tìm những gói trị liệu, cái đó là đặc trưng của cái Six Senses. Tại cuộc họp, kiến nghị của 4 cơ sở du lịch trên được đại diện các sở ngành giải đáp đầy đủ nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo đại diện lãnh đạo Sở Y tế, để thuận tiện và giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, các đơn vị có thể chọn phương pháp test kiểm tra SARS-CoV-2 phù hợp nhưng phải có sự giám sát của cơ quan y tế địa phương. Về phun khử khuẩn khuôn viên, đây là điều bắt buộc cơ sở lưu trú phải thực hiện trước khi đón khách. Cơ sở lưu trú có thể phun khử khuẩn cuốn chiếu từng khu vực nhưng phải theo hướng dẫn của ngành y tế, nhằm đảm bảo không tồn dư hóa chất trước khi đưa cơ sở vào khai thác. Về ưu tiên tiêm vaccine khi phân bổ về các địa phương, ngành y tế cũng đề nghị các địa phương lưu ý các nhóm đối tượng cấp thiết cần được phủ vaccine. Các khách sạn cần liên hệ chặt chẽ với địa phương trong vấn đề tiêm vaccine cho người lao động. Còn về vấn đề vận chuyển khách, theo đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, phương tiện vận chuyển khách phải đảm bảo quy trình phòng dịch từ điểm xuất phát đến cơ sở nghỉ dưỡng, một cung đường hai điểm đến, không được dừng đổ dọc đường. Do vậy, các cơ sở lưu trú phải sử dụng đội xe riêng của doanh nghiệp chở không quá 50% số ghế và cam kết về trách nhiệm bảo đảm an toàn suốt hành trình. Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, Bà Rịa Vũng Tàu cùng cả nước mở cửa kinh tế trong tình hình mới, tức là trong điều kiện vẫn có dịch COVID-19 trong cộng đồng. Do vậy, chúng ta phải bàn bạc và có sự chuẩn bị thận trọng và thống nhất cách làm phù hợp với tình hình mới. Nhưng công tác phòng chống dịch phải ưu tiên hàng đầu. Chính quyền sẽ tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp mở cửa, nhưng phải thích ứng an toàn theo chủ trương của chính phủ. Và doanh nghiệp phải cùng chia sẻ hợp tác với tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho các doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu vừa phòng chống dịch, vừa có thể đón khách trong thời gian sớm nhất, ông Phạm Viết Thanh đề nghị các cơ sở lưu trú phải xây dựng bộ tiêu chuẩn thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung vào 3 nội dung lớn gồm quy định về điều kiện vật chất của cơ sở nghỉ dưỡng, đội ngũ nhân sự 3 tại chỗ đã tiêm vaccine 2 mũi và chấp hành quy định phòng chống dịch, đáp ứng quy trình từ khi đón khách vào đến khi khách ra về. Đây là quy trình khung chung, từng cơ sở sẽ có quy trình riêng căn cứ vào đặc thù về dịch vụ, sản phẩm cung ứng. Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo làm đầu mối kết nối trực tiếp kiểm tra giám sát các khách sạn thí điểm trên địa bàn. Khách chúng ta đòi hỏi là 2 mũi vaccine, thì cái này để cho khách cũng có tự tin, và đây là khách thu nhập cao, do vậy khách có nhu cầu cái an toàn. Họ cũng cần một cái cơ sở nghỉ dưỡng phải đảm bảo về mặt an toàn phòng chống dịch.
nên chúng ta không xem nhẹ. Tôi đề nghị chúng ta phải tương đương về mặt an toàn giống như khách. Nếu khách thay mũi đến cơ sở nghỉ dưỡng thì tại các cái resort này phải nhân viên để đủ thời gian tiêm hai mũi vaccine và có hiệu lực. Thứ hai là giải quyết vấn đề đi lại với thành phố Hồ Chí Minh và hàng không thì với Bộ Giao thông nữa. Mong rằng chương trình marketing mà của bốn cái đơn vị này với đơn vị tổ chức cái sự kiện quảng bá thì kết hợp chuẩn bị kỹ và triển khai. Bên cạnh đó, để mở rộng các dịch vụ phục vụ khách, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ sở lưu trú có dịch vụ giải trí như sân golf, khu vui chơi giải trí ngoài trời cần đề xuất phương án tái khởi động để đầu tháng 10, khi chính phủ có chủ trương mới nới rộng hơn các lĩnh vực, tỉnh sẽ bàn bạc và quyết định một cách cụ thể.